thầm lặng âm trong tim, chỉ để nhớ thương không bao giờ gặp được, hay trái tim vẫn cùng đúng nhịp đập. Dẫu biết rằng mình không được bên nhau, càng cách xa lại càng thêm nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.